Nihimi đoạn 12 Đây là những thầy tế lễ và người Lê Vi theo Surobaben, con trai của Salathien và Yeshua Madilen. Seraya, Jeremy, Esra, Amaria, Maluk, Hatuk, Sekania, Rehum, Meremot, Ido, Ginethoi, Abia, Miyamin, Maadia, Binga, Semaya, yoyarib jedaja salu amok Henkia kia và jedaja đó là quan trưởng của những thầy tế lễ và anh em của họ trong đời jésus những người lê vi là jésus binui khakmeen serebia juda và mattania là người với anh em mình coi sóc việc hát khen ngợi lại có bu kia uni cùng các anh em mình họ thay đổi phiên nhau trong công việc mình. Giêsu san Gia kim Yoakim san Eli Asip, Eli Asip san Yoyada Yojada san Yonatan, Yonatan san Jaddua. Đây là trưởng tộc của những thầy tế lễ trong đời kim Về họ Seraya, Meraya, về họ Jeremiah Hanani về họ Esra, Mesulam về họ Amaria, Johanan về họ Meluki, Jonathan về họ Sebania, Joseph về họ Harim, Akna về họ Merayot, Henkai về họ Ido, Sachari về họ Ginethon, Mesulam về họ Abiyah, Sikri về họ Minyamin và Modania, phân tài. Về họ Binga, Samua, về họ Semaya, Jonathan, về họ Yoyarib, Matenai, về họ Yedaya, Uzi, về họ Salai, Kalai, về họ Amok, Ebe, về họ Henkia, Hasabia, về họ Yedaya, Nethaneen, về người Lê Vi, các trưởng tộc của họ đã biên tên vào sổ trong đời của Eliashib, Yoyada, Yohanan và Yadur. Còn những thầy tế lễ thì biên tên vào sổ trong đời Darius, nước Pharisee. Các trưởng tộc của người Lê Vi có ghi tên vào sách sử ký cho đến đời Yohanan, con trai của Eliashib. Các trưởng tộc của người Lê Vi, Hasabia, serebia và Yeshua, con trai của các Mi-ên và các anh em người ứng đối nhau từng bang từng thứ đặng ngợi khen và cảm tạ tùy theo lệnh của david người của đức chúa trời mattania babuka obadia mesulam tan môn và akup là kẻ canh giữ cửa giữa các kho bên cửa thành các người này ở về đời vua gia kim con trai của giêsu cháu của vua sadac về đời Nehemi quan tổng trắng và về đời Ezra làm thầy tế lễ và văn sĩ khi khánh thành các vách thành jerusalem thì người ta sai gọi các người Levi ở khắp mọi nơi đặng đem chúng về jerusalem để dự lễ khánh thành cách vui vẻ có tiếng khen ngợi và ca hát theo chập chọa đàn cầm và đàn sắc các người ca hát đều hiệp lại từ đồng bằng xung quanh Jerusalem, các làng người Netophatic, lại từ Beth từ đồng bằng Geba và Atmavet. Vì những người ca hát đã xây cho mình các làng ở chung quanh thành Jerusalem. Những thầy tế lễ và người Lê Vi dọn mình cho thánh sạch, cũng dọn cho thánh sạch dân sự, các cửa và vách thành. Bây giờ, tôi biểu các quan trưởng Juda lên trên vách thành, rồi phân làm hai tốp lớn kéo nhau đi để cẩm tạ. Một tốp đi về phía hữu trên vách thành tới cửa phân. Sau chúng có Hosaya và phân nửa số các quan trưởng Judah cùng Asaria, Esra, Mesulam, Judah Benjamin, Shemaya, Jeremy và mấy con trai của những thầy tế lễ cầm kèn Satari, con trai của Jonathan, cháu của Semaya, chắc của Maktani, chích của Miche. Miche là con trai của Sakua, cháu của Asap, cùng các anh em người là Semaya, Asaren, Milalai, Gilalai, Maai, Nathanien, Judah và Hanani, cầm những nhạc khí của David, người của Đức Chúa Trời và ezra người văn sĩ đi ở đằng trước chúng từ cửa suối ở ngay mặt chúng đi thẳng lên các nấc thành david tại nơi đốc vách thành ở trên đền david và đến cửa nước về phía đông còn tốt cảm tạ thứ nhì đi trên vách thành đổ ngang lại với tốp thứ nhất còn tôi đi ở sau với họ phân nửa dân sự từ tháp các lò cho đến vách rộng đi qua trên cửa Ebrahim gần bên cửa cũ, cửa cá, tháp Hananien và tháp Mea đến cửa chiên. Chúng dừng lại tại cửa ngục. Đoạn hai tốp cảm tạ dừng lại trong đền Đức Chúa Trời. Tôi và phân nửa quan trưởng theo tôi cũng làm vậy. Và những thầy tế lễ cầm kèn là Eliakim, Maaseya, Minjamin, Miche, Elioenai, Sachari và Hanania. Lại có Maaseya, Semaya, Eleasa, Uzi, Yohanan, Mankiya, Elam và Ese. Những kẻ ca hát tiếng lớn có giết Rahia dẫn dắt. Trong ngày đó, chúng dân những của lễ trọng thể và vui vẻ vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng khắp khởi. Các người đàn bà và con trẻ cũng vui mừng nữa. Sự vui mừng của thành Jerusalem vang ra rất xa. Trong ngày đó, người ta lập kẻ coi sóc các phòng kho tàng về của lễ dân dơ lên, về của đầu mùa, về thuế một phần mười, đặng thâu vào nó tùy theo đồng của các thành. Phần của những thầy tên lễ và người Lê Vi mà luật pháp đã chỉ định vì Juda vui mừng nhân những thầy tế lễ và người Lê đứng hầu việc. Chúng luôn với những kẻ ca hát và kẻ giữ cửa đều giữ trách nhiệm của Đức Chúa Trời và việc dọn mình thánh sạch tùy theo mạng lệnh của David và Salomon con trai người. Vì ngày xưa về đời David và Asaph có những quan trưởng coi sóc những kẻ ca hát và có bài hát khen ngợi cảm tạ Đức Chúa Trời. Trong đời Soro Baben và Nehemi, cả Israel đều cấp phần cho kẻ ca hát và người canh giữ cửa. Ngày nào cần dùng theo ngày nấy, cũng để riêng phần của người Lê Vi, và người Lê Vi để riêng phần của con cháu Aaron.